Ok, chào mừng các bạn đến với trận đấu thứ hai của tay vợt Nguyễn Hải Đăng tại giải cầu lông Sipucha Hà Nội năm 2019. Buổi sáng thì Hải Đăng rất dễ dàng vượt qua đối thủ của mình trong hai set đấu. Và thời điểm hiện tại đây, đối thủ của anh là một tay vợt khá mạnh đến từ Đài Loan. Và chúng ta hãy cùng Hùng theo dõi trận đấu vô cùng hấp dẫn này. Trận đấu bắt đầu, Đài Loan phát cầu. Hãy cùng cổ vũ cho Momota của Việt Nam nào. Nguyễn Hải Đăng có phong cách thi đấu rất giống với Momota. Rất xuất sắc, 2-0. Nhưng kiểu Hải Đăng run của gì ấy. Cầu tiếp tục ngoài, 4-0. Vâng, điểm số đầu tiên cho tay vợt trẻ ở Việt Nam, 1-4 Hải Đăng phát cầu. Sau Christina Adi Nugraha Indonesia thi đấu với Hoan Trung Liêu Trung Hoa Đài Bắc, tập tài chính Cung Thúy Lan trọng tài giao cầu 25 Yên. Những pha tiếp xúc cầu rất nhẹ nhàng nhưng rất tiếc ạ. Rất bình tĩnh. Tay vừa đến từ Đài Loan. Tầm 7-2. Thủ cầu rất tốt. Hải Đăng vẫn rất bình tĩnh ạ. Rất tốt, cầu không qua lưới, nào tốt hơn vận động viên nào cả. Rồi, cũng phải đập cầu rất uy lực. Vâng, lại là một pha đập cầu. Khoảng cách là 6 điểm rồi. Viên kia có cổ tay cũng khá dịu. Đánh quá sợ luôn. Quả đấy đập thì cũng rất khó nữa. Mà chém cầu thì mất chân. Tiếp tục trở lại trận đấu. 11-4 cho Đài Loan. Rõ ràng thế mạnh của vận động viên đến từ Đài Loan, những pha công cầu rất uy lực. Những pha đập cầu rất mạnh. Cầu ngoài sân. Đây là một điểm số tiếp theo rồi, vừa đến từ Đài Loan. Ok. Rất tốt. Bắt lưới rất nhanh và chính xác. Đài Loan đang dẫn trước Hải Đăng với điểm số 15-5. Một khoảng cách rất lớn. Một pha chém cầu rất tốc độ, tuy nhiên cầu đi ra ngoài mất rồi. Cầu tốt, vâng. Trong tình huống này thì cầu đã trong sân rồi. Và cầu sở trường của Nguyễn Hải Đăng. Điểm 7-16 cho Hải Đăng. Cố lên nào, cố lên để còn nóng máy. Nóng máy chắc hai mới có cơ hội.
Hay thế nhỉ, đánh cầu hai nhịp khó chịu thật. Mười bảy bảy, khoảng cách 10 điểm vẫn được Tây Vợt đến từ Đài Loan duy trì. Cầu trong sân. Call 2, men's single, match number 8, Su Mi Young Chinese Taipei versus Ji Yu Chen Chinese Taipei. Umpire Nguyễn Công Phu Việt Nam, service just Tạm Hải Thảo Việt Nam. Call 2, nói rõ là tay vợt đến từ Đài Loan có tay ve thực sự quá tốt. Nội dung đơn nam trận đấu số 8, Su Yi Yang Trung Hoa Đài Bắc thi đấu với Trung Chi Yu Chen Trung Hoa Đài Bắc. Trọng tài chính Nguyễn Công Phương Việt Nam, trọng tài giao cầu Phạm Anh Hào Việt Nam. Quá lì. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu của Hải Đăng và tay vợt Đài Loan. Vẫn còn, rất tốt. Liên tục những pha cầu ép góc của tay vợt đến từ Đài Loan. Xoa cầu sợi chưa kìa. Quả đấy không đỡ được là đúng rồi. Xoa cầu quá sát lưới. Sở trường Hải Đăng đấy. Rất tốt. Một pha cầu bấm góc rất tốt của Hải Đăng. Điểm dư ngắn xuống còn 10-18. Hay, rất lăn léo. Vâng, tỉa cầu, chém cầu rất tốt. Vẫn rất bình tĩnh và bền bỉ. Liệu rằng chiến thắng trong ca pha cầu này có thuộc về Hải Đăng hay không? Hay thế nhỉ? Anh đang điều cầu đối thủ khá tốt. Nhưng rất tiếc. Có vẻ những pha đập cầu của vận động viên đến từ Đài Loan khiến Hải Đăng giật mình, thực sự là như thế. Pha đập cầu rất nổ. 19-10 cho Đài Loan. Tay tốt thế nhỉ. Đấy, phải gặp Linh Đan. Chém cầu rất sắc. Tuy nhiên cầu ra ngoài sân. 11-20 cho Hải Đăng. Sợ thế nhỉ. Linh Đan nhập đánh kinh. Đứt lưới. 11-20. Về cầu kìa. Rất tốt. 12-20. Cho Hải Đăng. Vâng, đã hay lại còn may cầu lật lưới.
Trận đấu thứ nhất kết thúc điểm 21-12 cho tay vợt đến từ Đài Loan. Tay vợt đến từ Đài Loan đã có một trận đấu thứ nhất vô cùng xuất sắc